phải mẹ đến đây để cứu con đúng không? Con cứ đi trước đi. Sao vậy mẹ? Sao mẹ không đi cùng con? Mẹ ở lại chờ quan quân đến bắt hắn. Vậy con đây với mẹ luôn, chứ để mẹ ở đây một mình nguy hiểm lắm. Ta đã bảo là con đi đi mà. Mẹ, con làm mẹ giận hả? Con làm mẹ phiền lòng hả? Nếu có cho con xin lỗi mẹ nha. Mẹ ơi, có chuyện gì hả mẹ? Ta đã bảo là đi đi mà, sao con cứ lải nhải hoài vậy? Ta bảo là đi đi mà, trước khi ta thay đổi ý định. Đi đi đi. Quyền Chi, mẹ ơi cứu con với mẹ ơi. Sao con lại ở đây? Ông này ông bắt con nè mẹ. Cứu con với mẹ ơi. Hãy thả nó ra đi pháp sư. Hãy thả nó ra đi. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Ta không thể nó làm chuyện đó được. Pháp sư, hãy thả nó ra đi. Nó không phải là một đứa trẻ, nó là một loài cáo tinh. Mà xem đây, bà còn chần chừ gì nữa? Đây là cơ hội cuối cùng. Không. Bà hãy cầm dao này, hãy cầm dao này mà ra tay giết chết nó đi.